BAP Young cũng như là bên phía Nofia Esports, đúng hai cái tên mà chúng ta muốn xem. Đây là toàn bộ toàn cảnh của cái diễn biến. BAP Young thì họ đang cố gắng giải smoke ra. We Are Talent cũng vậy, nhưng Nofia Lavender anh ta vừa có một cú knock vào người của Hà V, và Nofia Lavender confirm mạng của Hà V luôn. We Are Talent chỉ còn lại duy nhất một thành viên mà thôi, đấy chính là Bóng Bàng với khẩu Groza của mình. Tôi nghĩ rằng Bóng Bàng có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải nằm lại sớm thôi. Vậy nhưng mà giờ đây anh ta chỉ còn có đơn độc một mình đấu với cả hai đội tuyển lớn, đó là PAP và Nofia, hai cái tên gần như là sừng sỏ nhất trong cái bảng đấu B này. Vâng, và vừa nói xong Bóng Bang anh ta hạ gục được các thành viên của phía Lavender. Bóng Bang anh ta đã hạ gục được Lavender rồi, rất khỏe. Vâng, Lavender vừa mới phải lên bảng ở đây thì lực tòe cũng đang tương đối là yếu máu. Tuy nhiên thì cú ốc anh ta có được góc bắn rồi, nhìn thấy được tôm nhưng chưa xả súng. Quyết định là chưa xả súng, cú ốc anh ta đang cầm nết thì phải. Bây giờ thì mới rút khẩu M4 của mình ra. Ngắm cái đầu lạnh thì nhìn thấy được Bóng Bang rồi. Và Bóng Bang thành viên cuối cùng bên phía team We Are Talent cũng đã phải nằm lại. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại BAP Young cũng như là Nofia Esports mà thôi. Sẽ là một kèo đấu khá cân tài cân sức ở đây. Nhưng là 3 đấu 4 và BAP Young vẫn là những người có được lợi thế hơn. Ít nhất là về mặt quân số, bên phía team Nofia Esports họ đã giải smoke ra rồi. Nhưng BAP Young thì sao, dần dần tiến vào khu vực có smoke này. Vâng, mặc dù là Nofia họ vẫn còn có 3 thành viên, nhưng có một thành viên lục trà gần như anh ta đã sắp yếu máu và sắp sẽ phải ngã xuống rồi. Chỉ có hai thành viên thôi. Lúc này đây thì VIP họ có tận 3, 4 người liền, vẫn còn nguyên team, vẫn còn sống ở trong vòng bo và solo với phía Nofia. Quá khó dành cho Nofia Esports rồi. Họ đứng ở trong smoke, họ bị phát hiện ra vị trí của mình. Còn BAP Young thì liên tục xả súng vào. BAP Young chưa mất cho mình bất kỳ một thành viên nào cả. Trong khi đó thì bên phía team Nofia Esports chỉ còn lại Kuok cũng như là Zen thôi. Kuok và Zen đứng ở trong smoke như này thực sự là rất là khó. Rất nhiều smoke được ném ra từ phía Nofia để che lấp đi cái vị trí đứng của mình, khiến cho PAP họ được bị đặt trong cái tình huống rất là khó. Nhưng smoke rồi cũng sẽ phải tan thôi. Smoke ở quanh đây không có nhà nào, không có chỗ lút, không có chỗ trú ẩn. Có lẽ là Nofia bây giờ họ chỉ trông cậy ở cái cây thông còn đứng ở đấy. Nhưng làm sao bây giờ đây, khi mà vòng bo kéo vào rồi, và vòng bo nó lại kéo vào cây lần thế, phía PAP rất nhiều súng được nổ ra. Và các thành viên PAP họ vẫn là người vô địch khi hạ gục được luôn hai thành viên của phía Nofia. Vâng, một cái trận đấu mà tôi nghĩ rằng PAP Young họ thể hiện hoàn toàn là cái sự hủy diệt của mình. Chỉ có 7 kill thôi nhưng còn nguyên cả 4 thành viên cũng như là vị trí top 1. Vị trí top 2 thuộc về Nofia Esports, và Nofia Esports có được cho mình đó là 8 kill. Những